Rồi ok, mấy anh em quay lại cái tổng kết. Thì cái tổng kết tháng á, thì đợt này thì nói lại chủ đề của Tatsumaki. Thì xong cái vấn đề của Tatsumaki rồi á, là khi mà ra tướng Dam thì tiếp theo nữa thì mấy anh em sẽ định hình trong đội hình Meta UR. Thì cái việc mà mấy anh em nào mà đã định hình chốt UR á, là bỏ những con UR đầu mà chơi Meta UR sau á, thì mấy anh em vẫn ổn định để chơi chơi Meta UR sau. Và cái mặc dù á là nó quyết định mà Vinagame á có ra dòng quay hay là không á, thì không sao, nhưng mấy anh em vẫn dự định mà cái đội hình mấy anh em chốt, ví dụ như mấy anh em muốn chơi chày kinh hay là những đội hình meta serial bom phía sau đó, thì mấy anh em phải chốt đội hình ngay từ đầu, đừng có lung lay. Cái thứ hai nữa là khi mà mấy anh em xây dựng đội hình đó, cái việc mà mấy anh em tìm hiểu kỹ năng nó sẽ rất quan trọng. Có một số con tướng nha, bản thân tôi cũng làm sai nha, bản thân tôi không thể nào, không ai hoàn hảo được, tôi cũng sẽ sai. Nên là khi mấy anh em coi nguồn tướng nè, tìm hiểu skill tướng nè, thì mấy anh em lên những trang cộng đồng. Bây giờ ví dụ như là cái trang mà dịch thuật về skill á, về tướng á, bên trang One Punch Man Wiki á, Wiki One Punch Man CVC á, thì mấy anh em đã biết được rồi. Cái thứ hai nữa thì sẽ có nhiều người làm nội dung bên nước ngoài, thì mấy anh em ấn Việt hóa thì mấy anh em có thể dịch được để tìm hiểu về skill nè, tướng nè, về trang bị. Và mấy anh em đặc biệt là đối với những con mà con Sonic á, ví dụ như con Sonic UR mới ra thì nó là thiên hướng về PvP sắp tới. Thì khi mà đi BK con tướng nó về, thì khi mấy anh em lấy nó về thì không thể nào mà nó ăn đứt được mấy con SR cộng thế hệ cũ. Ví dụ như là con Sonic với lại con Flash thì mấy anh em phải có đồ, mấy anh em đầu tư, chứ không phải có câu chuyện kêu anh ơi em lấy con Sonic đã quách gần 2 về mà tại sao em vẫn đi sâu nó vậy. Mấy anh em đừng hỏi với tôi mấy câu vô chi gì nữa, tại vì cái việc mấy anh em sẽ có rất nhiều cái để mấy anh em đầu tư. Ví dụ như thẻ tính năng chiến thuật tốc độ nè, rồi giày tốc độ nè, rồi rất nhiều cái thứ khác để mấy anh em đầu tư tướng. Ví dụ như một con tướng người ta đã nâng con Zombie Man nó lên 5 6 tím rồi, thì cái việc con Sonic nó mới về mà kể cả mấy anh em lấy ở quách trình 1 mà sao bằng con Zombie Man được, chưa kể người ta còn có thẻ tăng sao người ta nâng vô tốc độ. Thì cái việc mấy anh em chơi xe mới đúng là đi trước làm bố thiên hạ, nhưng đi trước mấy anh em có đồ, mấy anh em có sát thương hay là không. Cái việc mấy anh em dùng hết đồ vô con tướng búa tóc, mấy anh em đi trước không được thì mấy anh em đi nó sẽ rất bị rối. Đi đi BK mấy anh em đâu có sát thương để mấy anh em sốc chết người ta đâu. Cùng cái thằng nó chơi đồ hình, bây giờ nó chơi đồ hình cũ, nó chơi mê tan điên bóng mì, nó chơi đồ hình thủ full phản đam luôn, thì việc mấy anh em đi trước cái đồ hình nó thủ, nó chơi mặt ra cho mấy anh em quýnh thôi, nó quýnh bằng follow up thôi là câu chuyện bình thường nha. Cho nên là khi mà mấy anh em lấy tướng về, mấy anh em phải tìm hiểu nè, tìm hiểu trong meta con tướng này nó sẽ vận hành sao, rồi chơi có được hay không, rồi trong trường hợp mình không lấy Sonic thì mình sẽ chơi kiểu nào, và trong tương lai mình sẽ chơi con gì. Tại vì trong một tháng mấy anh em nghỉ á, mấy anh em có rất nhiều thứ để mấy anh em nâng. Tại vì đặc biệt là cái tháng con Sonic á, nó chưa kể nó có một cái câu chuyện gọi là vấn nạn luôn nha, vấn nạn cực kỳ luôn, là ngày 15 mọi người đông, ngày 13 mọi người nhớ nha, tháng con Sonic mọi người chưa thoát được đâu. Con Sonic ok mọi người có thể bỏ, nhưng mà câu chuyện tiếp theo là con đen bóng SR cộng. Mọi người đừng nhìn vào con Sonic nhiều quá, mọi người bị lu mờ con đen bóng. Tôi chưa nói là con đen bóng SR cộng nó sẽ comeback trong tháng của con Sonic. Trời ơi mọi người bị quên rồi à, con đen bóng nó sẽ comeback trong tháng của con Sonic. Alo mọi người bị quên rồi sao? Mọi người đã quên đi danh da đen rồi à, con da đen nó sẽ comeback vào ngày 13 của tháng 5 là sau banner của con Sonic UR. Trời ơi, và mọi người ai mà đang dư một hồn, là ai mà đang có ý định đã quay con Sonic nữa, hoặc là bây giờ ok mấy anh em bỏ luôn con đen bóng đi, thì mấy anh em bỏ luôn con đen bóng đi chơi series ok không sao, nhưng mà mấy ông đang dư một hồn con đen bóng nè, mấy ông sẽ bị cám dỗ. Trời ơi con đen bóng nó chơi hơn nửa năm trời, nó chơi tới con kinh nét rồi cộng luôn, thì bây giờ có quay một hồn nữa để lấy con đen bóng hay không, trong trường hợp mấy ông còn thiếu đá nữa. Trời ơi mấy anh em có quên lại, mấy anh em quên mất con đen bóng rồi ư? Trời ơi mấy anh em chưa bước qua cửa ải đâu, phải hết cái tháng 5 này nè mấy anh em chỉ chơi full UR thì mấy anh em mới còn thở được. Bây giờ còn combat SR cộng rồi mấy anh em còn khổ nha, cho nên là mấy anh em đừng có quên con điên bóng, mấy anh em phải bước qua cửa ải của con điên bóng, mấy anh em phải bước qua con này con kia thì mấy anh em mới xong hết được nha. Cho nên là sẽ rất 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 nhiều còn ở cái trong gai ở phía sau mà mấy anh em còn phải chờ đợi. Khi mà cái men sinh hoạt là mấy anh em trong cộng đồng mấy anh em sẽ trao đổi, con này mạnh hơn hay là con kia mạnh hơn, Tatsu mạnh hơn hay là Tatsu với Siriu mạnh hơn hay là Siriu với Bơm mạnh hơn, rồi Sonic có đáng lấy hay không. Và cái chủ đề tranh cãi tôi nói mà mấy anh em chỉ cần đăng lên thôi, anh em ơi tôi đang có 200 vé và tôi đang dư một hồn đen bóng hết đá anh hùng, tôi có nên lấy đen bóng ở quách gần 2 hay không, mặc dù đen bóng ở quách gần 2 chơi rất lâu. Trời ơi cái chủ đề đó là một cái chủ đề muôn thuở luôn nha. Cho nên là cái câu chuyện nó sẽ có rất nhiều vấn đề tranh cãi phía sau về con nào hơn con nào. Mọi người nên nhớ nha, meta là nó chỉ có con này nó khắc chế con kia, và không có con nào nó là toàn diện với mấy anh em, mà chưa kể nhân Vinagame còn chưa ra cái lịch đổi đá nữa. Nhưng
Cho nên là mấy anh em phải chơi một cách bình tĩnh, mấy anh em quyết định về lựa chọn của mình. Tại vì mình chơi tới tầm này mấy anh em server cũ thì mấy anh em đã chơi hơn 3 năm rồi, anh em 3 năm, bây giờ tới đây là 3 năm rồi. Còn mấy anh em chơi server mới đi, server mới hoặc là mấy anh em server mới chưa có co luôn đi, thì mấy anh em chơi nó sẽ có nhiều biến số xảy ra trong tương lai. Cho nên là mình phải để trong trường hợp mình an toàn nhất. Việc game bây giờ thị trường rất nhiều game, không chơi con game này thì mình chơi game khác. Ví dụ như tôi không chơi game này, tôi bị tháng đó tôi hụt tướng đi, thì tôi ra tôi mở tiệm cà phê của tôi đó, cái kiểu như vậy. Hoặc là tôi đi làm cái gì đó khác. Cho nên là câu chuyện là phải xong cái tháng ấy đó rồi cầm đi đi, xong tháng xong nít hết thì còn đèn bóng. Ok, tới phiên chờ mười tà UR nó dễ, cho tới UR nó sướng cực kỳ. Mấy anh em chỉ có một là combat lấy co hay là combat lấy tóc thôi. Còn những con mà nó đã qua đi thì mãi mãi nó qua đi nha, nó đã qua đi rồi thì mãi mãi nó qua đi. Tôi nói ví dụ như con Siriu nó sẽ combat trong tháng của những con nào đó, Siriu sẽ combat trong tháng của con chày hoặc tháng con bơm, nó tùy theo. Rồi lỡ tôi nói ví dụ như lỡ như con Siriu nó vô vòng quay rồi sao, rồi lỡ như con King UR nó vô vòng quay rồi sao, rồi lỡ như Vinagame đẩy lên một tháng con G4 vô vòng quay rồi sao, con G4 nó bị vô vòng quay mấy anh em bị hụt một tháng rồi sao. Bây giờ đúng không, tôi nói ví dụ Vinagame đẩy một con vô vòng quay, mấy anh em chửi Vinagame, trời ơi nhà phát hành hút máu ma cà rồng chỉ cho người giàu chơi game, xong Vinagame bán 72 giấy điện, mấy ông chửi không? Giờ mấy ông chửi không? Bây giờ tôi hỏi mấy ông nè, bây giờ Vinagame cho con tướng vô vòng quay, xong Vinagame giả đò lỗi cho, gọi là giả vờ anh làm tổn thương em, anh cho con tướng nó vô vòng quay xong anh cho em lại 72 cái điên, mấy ông mua không, mấy ông chịu không? Bây giờ nếu như mà cho một con tướng vô vòng quay Vinagame bán lại cho mấy ông 72 cái điên, mấy ông chịu không? Bây giờ chịu không? Mấy ông đủ kim cương mấy ông mua không? 72 cái điên mấy ông mua trong vòng một ngày lỗi mấy ông mua không? Tôi nói lỗi lâu lâu nó cũng sẽ có nhưng mà mua không? Mấy ông có mua được không? 72 cái điên nhưng mà đột xuất thôi, trong trường hợp đột xuất như đợt vừa rồi đột xuất mấy ông mua không? Mấy ông mua được không? Nha, mấy anh em phải quyết định là sẽ có những câu chuyện nó sẽ có biến số, nó sẽ là lỗi, và bằng một cách nào đó nếu mà cái lỗi đó thì nó sẽ lại thành tính năng nha, cái lỗi đó nó sẽ lại thành tính năng, thì cái việc nếu như đó là cái tính năng thì mấy anh em bú được thì mấy em ngon. Tôi nói ví dụ như bên server đài là cái việc con đi cây nó ra là nó lỗi, nó ghi thư thông báo về server là con đi cây nó bị lỗi thôi, nó cho người chơi quay luôn. Con Silver Sea bố mày không lỗi, Silver Sea bố mày cho cái hình con DKX rồi cầm luôn quay, nó là tính năng thì đúng, nó là tính năng nha. Nhưng cho nên là cái câu chuyện là lỗi hay là tính năng thì mấy anh em mới từ chỗ mấy anh biết rồi. Tôi cho tướng vòng quay nhưng mà lâu lâu tôi lỗi 72 giấy điền, chịu không? Chịu, con mua được của mấy ông nha, mua được đó là câu chuyện của mấy ông không cây cú nha. Đó, cho nên là cái việc mà biến số nó sẽ xảy ra rất nhiều trong Silver. Ngoài ra nữa, cái việc mà tướng nó sẽ có thay đổi lịch đây không, chắc chắn sẽ có, nhưng mà có ở trong cái mức nào và nó phù hợp với mấy anh em không, phải chờ hết cái tháng 5 nha thì mình biết được. Tại vì cái tháng 5 nó còn con điên bóng, trời ơi, tôi nói với mấy ông luôn, ông nào bây giờ cầm con điên bóng như ngồi trên đống lửa, mấy ông nào mà cầm con điên bóng dư một hồ mấy ông không khác gì mấy ông ngồi còn cháy hơn con lửa chùa là con heo phai nữa. Thì ông nào mà cầm một con điên bóng á, tối con điên bóng nó thổi anh ơi quất đi, anh quất đi, trời ơi tầm này mà không quất gì nữa siêu cuồng nộ. Còn chơi tới chơi tháng nào nữa, tháng sau nít 1 tháng, tháng G4 là 2 tháng, tháng Siriu là 3 tháng, rồi tháng con Boros là 4 tháng, tháng con Bom là 5 tháng, tháng con chày là 6 tháng, tới tháng con King UR 7 tháng. Trời anh ơi, nửa năm anh ơi, nửa năm anh sợ à, anh dư một hồn mà anh sợ à, trời ơi tại sao anh con múc, anh đã dư một hồn rồi mà tại sao anh không lấy. Ơi tôi nói mấy ông còn qua cái cửa ải con điên bóng nữa, đặc biệt mấy ông silver cũ hoặc là mấy ông nào đang dư một hồn nha. Cho nên là cái câu chuyện này sẽ có rất nhiều biến số, cho nên là mấy anh em phải bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề để mấy anh em chơi nó lâu dài và nó bền. Đặc biệt là mấy anh em đang nào mà kỳ chay hoặc nạp ít, mấy anh em phải bình tĩnh nha, mấy anh em phải chọn tướng. Tại ví dụ như nói ví dụ mấy anh em nè, mấy anh em kỳ chay đúng không, tháng này mấy anh em không lấy tướng này, mấy anh em đi kiếm game khác chơi nha, đi kiếm game khác chơi, game đó tháng này ok mình chui hang. Cái gì đâu, đừng để bị cám dỗ nha, mấy anh em bị cám dỗ là mấy anh em chết nha. Rồi đi cám dỗ mấy anh em đừng có đổ thừa, tôi nói giờ mấy ông có mấy câu đổ thừa hay lắm, nếu mà hên á hay là hay á là tự mấy ông, còn xui là phế, tự nhiên mấy ông đổ thừa tôi, cho tôi định hướng miệng, tôi định hướng tôi có cầm tay không, tối tôi có ngồi mấy ông, tối tôi ngồi tôi thủ thể vô tay, tôi kêu ví dụ nha, tôi kêu ví dụ như nghĩ đi, tôi kêu nghĩ đi, nghĩ lấy tướng đi em, múc đi em, mày nạp 800.000 một tháng mà đủ giấy ở Quách Quỳnh hai mà, quất đi em, chơi đi em. Tôi ngồi dưới gầm giường, tôi ngồi tôi vuốt mấy ông, tôi kêu tôi vuốt vô cổ, tôi vuốt vô gáy á, lấy đi em, Awakening 2 mạnh lắm, không lấy Awakening 2 là ăn hành đó. Chẳng lẽ tôi ngồi tôi vuốt mấy ông à, hay là tôi ngồi tôi kề dao vô cổ mấy ông, tôi kêu là mày phải lấy Awakening 2, không mày không lấy Awakening 2 là mày bị chơi BD, mày bị vô tư thế đồ ăn nó. Hoặc là mày bị MK nó bắn chó, mày bị Buriner, mày phải lấy Sonic, tôi không hề tôi ép mấy ông nha. Đó, mấy ông là quyền lựa chọn là mấy ông phải quyết định.
Tôi là không phải là ông hoàng thổi nến hay là chú tể lùa gà, việc đó là mấy ông quyết định nha. Rồi ok đấy, chốt hại cho mấy anh em đó là tổng kết tháng mấy anh em mới quyết định. Rồi đó, ví dụ như là tôi nói ví dụ thêm con, trước khi tôi tắt video nó tự nhiên con heo phai nó ra, xong tôi nói ôi mẹ tới tháng con G4 nó kêu lửa chù mạnh lắm mấy anh em ơi, bây giờ để lửa chù nó mạnh thì cháy như lửa chù, bây giờ để cháy rực hơn nữa thì mấy anh em hãy lấy con G4, tương lai chúng ta sẽ chơi cùng với con heo phai tăng 40% sát thương đâm đâm DOT, duy trì lửa trong vòng 3 lượt, đại diện con G4 còn có tăng tỷ lệ trị liệu nữa, cùng với con heo phai đi bóp giảm tỷ lệ trị liệu nữa thì bạn vua luôn, vừa đá ma uy lửa toàn đội hình, vừa có tăng tỷ lệ trị liệu, trời ơi cộng dồn với sát thương nữa quẹt một phát 1.200 nữa, trời quá dữ. Trời ơi mấy, chúng ta sẽ có rất nhiều cám dỗ ở phía sau, chúng ta phải có một cái đầu lạnh nha, đừng để bị tình cảm cá nhân chi phối, xong rồi khi mà đau thương xong rồi mấy anh em quay lại đổ thừa tôi, tại tôi thế này tại tôi thế kia, tôi không làm cái gì hết, tất cả là anh em quyết định hết, tôi không có thổi gió vào tai mấy anh em hết á, tôi không có can thiệp vào ví tiền của mấy anh em, tôi không can thiệp vào thẻ của mấy anh em hết á, toàn bộ là mấy anh em quyết định nha. Đấy rồi tôi nói mấy ông nào mà cầm con đen bóng dư một hồn á, tôi nói mấy ông như ngồi trên đống lửa thiệt, ông nào mà ngồi đen bóng dư một hồn mấy ông còn đủ đá nữa, mấy ông khác gì mấy ông ngồi trên đống lửa thiệt.